bàn về như thế này, người ta chửi cái kêu thằng kia mày điên đi nhau mày đi kia. Như con thì cũng không muốn nói, nhưng mà như hôm đi trên đường có ông đuổi theo con, nhiều người là cho hay cho, nhưng mà con cũng tưởng là cho cái gì, nhưng mà đuổi theo chửi có luôn hả thầy? Ồ, đuổi theo chửi mặt đỏ kè lên. Lâu chửi chưa? Lâu chưa? Mới thôi, nhưng mà con cũng không muốn nói họ ở đâu, tại vì cái đấy là con cũng không muốn nói khi buồn khi vui á. Yeah. Họ chửi nhưng mà con im lặng ấy, nhưng mà con cũng nói với họ đường này nhà nước mở mà sao cấm ai được. Yeah. kêu đừng có đi nữa, đừng có đi, không cấm không được đi đường này. Yeah. Nếu mà con nghĩ đấy là nếu mà đường anh mở ra thì anh cấm thì con đi không đi á. Yeah. Nhưng mà đường này mọi người đó, nếu mà họ cái trường hợp như thế mình để coi có buồn khổ không, có sân hận không đã. Yeah. Hay là họ khen đấy là ông này đi đúng là ông tu giỏi giống Phật Thích Ca, để xem có nở mũi không đã. Yeah. Giống như tại vì khen chê mà, nhưng mà mình tập được cái là khen mình cũng thế, chê mình cũng thế. Yeah. Chê khen gì mình cũng thấy bình thường cả, mình tại vì khen mình cũng chả được cái gì, mình cũng chả được cái gì. Yeah. Họ chửi mình rồi cũng đi qua hả, họ đi ngang, nhưng mà đi trên đường có nhiều người họ coi chuyên với mình, họ bố thí, họ bố thí thì cái đấy là thuộc về công đức của họ, mình cũng nói chung là ước nguyện điều công đức thì tất cả mọi cái là đều do cùng duyên nhân quả mà. Yeah. Mình cũng thấy hạnh phúc, họ cũng thấy được hạnh phúc. Yeah. Nhưng mà con thấy người ta đa số người ta chửi thì con thấy con cũng không muốn nhìn mặt họ, nhưng mà con cũng thấy họ không được giống như khi cho cái gì đấy. Yeah. Họ cho được cái gì con thấy họ cười vui hớn hở, còn khi mà chửi họ toàn đỏ mặt với lại họ nhăn nhó không á. Yeah. Hai cái trạng thái đấy con thấy. Yeah. Những cái người mà chửi là đa số ở khi mình thì không biết gì mà ở trên cái trạng thái đó, có hai trạng thái đấy thì mình nói là thì ra là ở cái trạng thái mà cười vui vẻ tốt hơn. Yeah. Đúng không? Chứ mà cái trạng thái mà đỏ mặt rồi nhăn nhăn rồi không ưa rồi hầm hồ thì trạng thái đấy mình thấy cười không tốt mấy. Yeah. Con đấy là tuy là con gặp hai đường mà hai cái. Yeah.